Xin chào tất cả các bạn, rất vui được lại các bạn trong cái video tiếp theo này của mình. Thì bây giờ là có một chiếc xe lăn lớn đang được kéo bởi một chiếc ghe nhỏ để mà gờ hơi cống nha các bạn. Chiếc xe lăn đã dừng lại và không thể nào tiến về phía trước được nữa. Có lẽ là do động cơ của chiếc ghe quá yếu.
chiếc xà lan nhỏ kia có lẽ là đang chuẩn bị để mà giúp kéo chiếc xà lan lớn này nha các bạn. Hỗ trợ cho nhau là một điều rất tốt. Giúp đỡ cho nhau trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này mới xứng đáng là những người bạn tuyệt vời nha các bạn. Chiếc xà lan này di chuyển với tốc độ rất nhanh. Hàng hóa mà chất cao như thế này thì có thể là che khuất cái tầm nhìn của tài công nhé các bạn.